Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình kết nối giao thương. Đây được đánh giá là một trong những chương trình xúc tiến thương mại hiệu quả trong việc phát triển cũng như là mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Nhật Thanh đã tìm được cơ hội mở rộng thị trường, tăng doanh thu bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhờ vào việc trở thành một trong những tổng đại lý tại miền Nam của công ty truyền hình số vệ tinh Việt Nam. Bằng sản phẩm của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, cộng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, Siêu Nhật Thanh đã và đang cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và giải pháp hiệu quả, hoàn toàn thỏa mãn những nhu cầu khắt khe nhất. Việc trở thành tổng đại lý của Ca Cộng là một trong những đem lại những cái lợi ích cho chính bản thân doanh nghiệp của chúng tôi, dựa trên vào những cái thương hiệu của Ca Cộng, làm cho Siêu Nhật Thanh trở nên là một thương hiệu gần gũi với các đối tượng khách hàng người tiêu dùng hơn. Chương trình kết nối giao thương đã tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, từ đó định hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.